Mấy ngày qua, vụ việc em họ thích anh rể và lên kế hoạch đầu độc người vợ khiến chị H tử vong gây xôn xao dư luận. Cũng trong sáng nay, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khai quật tử thi nạn nhân vụ đầu độc trà sữa. Việc này được thực hiện bởi trước đó gia đình nạn nhân không nghi ngờ con họ bị trúng độc mà chỉ nghĩ bị đột tử bình thường nên từ chối pháp y tử thi. Để làm rõ nguyên nhân tử vong của điều dưỡng H, cơ quan công an tỉnh Thái Bình đã thông báo đến chính quyền địa phương, gia đình về việc sẽ tiến hành khai quật tử thi để giám định, làm rõ việc nữ điều dưỡng này tử vong bất thường sau khi uống trà sữa. Ngày 30 tháng 12, ông Phạm Văn Thịnh, tổ trưởng tổ dân phố số 37, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, nơi gia đình chị H đang sinh sống cho biết, đại diện chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã nhận được thông báo từ công an tỉnh Thái Bình về việc sẽ tiến hành khai quật tử thi chị H vào sáng nay 31 tháng 12 để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị. Trước đó, gia đình nạn nhân không nghi ngờ con họ bị trúng độc mà chỉ nghĩ bị đột tử bình thường nên từ chối pháp y tử thi. Cũng liên quan đến sự việc trên, công an thành phố Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình về vụ việc này để thông tin đến quý vị.